Đạo Nho, một trong năm đức tính căn bản là lòng tin. Đạo Nho, năm đức tính căn bản là gì? Là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Đó, cái tính, tính là lòng tin. Nhân vô tính, bất lập, đó là lời dạy của Khổng Tử. Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá, nghi ngờ, đố kỵ. Thì hôm nay đến với cái tập thể của Phật tử với nhau, những người con Phật với nhau, chúng ta sẽ làm sao? Trước khi nói một lời gì, uống lưỡi mấy lần? 7 lần. Phải chính xác thì nói ra, chứ đừng nói mau quá. Nói mau thì có nhiều cái nói mà chưa nhớ, chưa kiểm soát, thì có khi là nói mà làm không tới. Thì cố gắng cẩn thận. Nói ra một lời, chúng ta phải cố gắng chịu trách nhiệm về cái lời nói của mình. Thì nếu như vậy, cái an vui hạnh phúc của cá nhân, của gia đình, của xã hội mới được phát triển tốt đẹp. Điều thứ tư quan trọng nhất là khuyên giữ giới để tránh nghiệp báo khổ đau. Lời nói tuy không phải là lưỡi kiếm, nhưng nó nguy hiểm hơn lưỡi kiếm. Người xưa người ta quan trọng lời nói lắm, vì nó có 2 mũi nhọn. Lưỡi kiếm có 2 mũi nhọn là sao thưa đại chúng? Một mũi nhọn đâm ai? Một lưỡi nhọn có vẻ đâm người khác, nhưng mà thật sự một mũi sẽ đâm vào chính người sử dụng nó. Tức là khi mình nói dối, chính là mình đang hại mình. Mình sẽ đang bị đổ vỡ, tạo cái duyên đổ vỡ. Ai ai cũng chắc chưa quên câu chuyện thằng bé chăn cừu muốn đánh lừa hàng xóm. Nó vui thôi, nó la lên lửa, lửa, để nó gạt người. Và khi gạt thấy mọi người tin chạy lại để giúp nó, để cứu lửa, thì sao? Lần sau, thấy nó nói dối rồi, lần sau nhà nó bị cháy thật. Mặc dù nó kêu la thảm thiết, cũng không ai thèm tới chữa cháy cho nó. Đó là câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện đạo đức của cái đứa bé chăn cừu hay nói dối, những đứa bé hay nói dối. Và câu chuyện lần trước chúng ta nhắc nhở là ai? Về lịch sử xã hội đó, vua, những ông vua đấm sắt, muốn tạo nụ cười cho người đẹp, người đẹp bao tử đó. Rồi xé vải thấy cái bộ cười, nụ cười nó cũng không được dài lắm ha. Thế là muốn cho cười, cho nụ cười thoải mái cho người đẹp. Thế là nghe lời những tên nịnh thần đốt phong quả đài, là cái nơi coi như là cái dấu hiệu thời xưa của vấn đề chiến tranh. Các nước chư hầu về giúp cho một cái nước, nó giống như là đế quốc vậy ha. Trong đó các nước chư hầu đều chạy về khi thấy những cái dấu hiệu cấp cứu. Nhưng khi các nước binh tướng chạy về một cách rất là khẩn cấp để mà cứu cho vua, thì sao? Xa xa một yến tiệc để vua cùng với người đẹp ngồi uống rượu. Và nhìn cái cảnh tượng đó, thế mà người đẹp cảm thấy vui, cười, và nhà vua cũng hài lòng vì đây là một cái sự thành công. Nhưng mà thưa đại chúng, thành công hay thất bại? Thất bại. Vì sau đó khi giặc giả tới, phong quả đài đốt lên để cầu cứu, không chư hầu nào về cả. Cho nên chúng ta thấy được cái câu chuyện để giữ cái lời nói hết sức là tránh nói dối, tránh những cái nghiệp ác của miệng. Không nói lời hung ác nữa đó. Không nói lời dối, không nói hung ác, mà nói hòa hợp. Lợi ích không dối trá là gì? Ở đây có 2 phương diện, cá nhân và đoàn thể. Cá nhân sẽ được người trọng nể, tin cậy, không ai oán hận thù hiềm. Đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một địa vị thân tín, niềm nở tiếp đón. Trong nghề nghiệp làm ăn thì người chân thật sẽ được nhiều thân chủ và được giao phó nhiều trọng trách quý báu.
chúng ta thấy nếu chúng ta cùng làm việc với một tập thể mà mình được uy tín thì chính là những lời nói của mình đã rất chính xác, khiến cho mọi người phải tin. Về phương diện đoàn thể, gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy. Không nói dối, sẽ có sự đoàn kết, tin cậy lẫn nhau. Mọi công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt. Đồng bào thương yêu, thông cảm nhau hơn. Ở đây có phần hạn chế. Sư ông nhắc là nói dối là một tai họa lớn lao cho mình và xã hội. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp nên nói dối. Đó là khi nào vì lòng từ bi phải nói dối để cứu người hay vật. Nói dối phạm tội là trong trường hợp do lòng tham sân làm động cơ thúc đẩy. Ngược lại, nếu do lòng từ bi thúc đẩy phải nói dối thì không phạm tội. Thì đó là cái gọi là hạn chế để giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn. Trong những cái buổi quy y chúng tôi thường nhắc chuyện, thí dụ như có những người khám bệnh, biết mình đang bệnh nặng, nhưng bác sĩ và những người chung quanh đều khích lệ, thôi cố gắng đi, thế nào cũng sẽ có sự chuyển biến tốt thôi. Thế là mình có chuyên môn, rồi mình mới thọ giới, mình liền gặp người đó báo tin, nó thôi chị đừng hy vọng, thế nào cũng chết à. Chứ là vì mình mới thọ giới về, phải không? Phải như vậy là giữ giới không? Không. Thì không phải mình nói dối, nhưng mà mình hãy ban cho người ta một cái niềm hy vọng. Ban cho người ta một niềm hy vọng. Hôm qua, trong đám tang, chúng tôi có gặp lại một Phật tử. Cô có một hoàn cảnh rất là đáng thương. Cô là một người mẹ độc thân nuôi con. Và đứa con sắp tốt nghiệp đại học. Con cô rất đẹp và đức hạnh. Thế là sắp ra trường, con cô có bạn trai, là một gia đình rất là giàu có. Gia đình có hai đứa con trai, nhưng người cha đặc biệt thương cậu út này. Và người cha đặc biệt là sẽ giao gia tài, những cái công việc làm ăn lớn ở trên thế giới này cho cậu con trai út. Và khi thấy con trai mình có được một người vợ đẹp, xinh mà đức hạnh, người cha rất là vui mừng. Thế là một hôm sắp đến ngày ra trường, một cái buổi Tết, thì gia đình mới mời Noel, gia đình mới mời cô con dâu tương lai đến nhà dùng cơm chung, và cũng mời những người bạn cùng đi. Người mẹ với cái tâm hồn Việt Nam dặn con mình, hôm nay con đi không ngủ lại đêm, con ở chơi bao lâu cũng được, nhưng con phải trở về nhà. Và đêm nay mẹ sẽ ở nhà thức suốt đêm chờ con. Thế là đứa con rất ngoan hiền, đã vâng lời mẹ dạy. Sau khi ở tại nhà gia đình chồng tương lai, tiệc tùng suốt đêm rồi, thì người con trai cũng rất là ngoan hiền, đã chở người vợ tương lai của mình cùng những người bạn trên xe trên đường về nhà. Nhưng chuyến đi không bao giờ đến. Người mẹ chờ suốt đêm và rất mệt để ngủ ở trên sofa, thiếp ở trên sofa. Và người mẹ thức dậy do police đánh thức. Police báo tin người con đi chung với các bạn trên xe, trên đường về nhà trên núi có sương mù, khi xuống núi vì không thấy rõ đường đi cho nên đã xảy ra một tai nạn. Nếu xe đi về phía tay phải sẽ lọt xuống hố, cho nên người lái xe là đứa con rể tương lai đã đẩy xe về hướng phải và xe đã tông vào núi, và một cái tai nạn lớn xảy ra, cháy cái xe. Những người bạn ngồi phía sau nhảy ra khỏi được, nhưng hai người ngồi phía trước bị kẹt không kéo ra được.
Thế là hai sinh viên tài sắc đức hạnh đã bị chết cháy trong chiếc xe đó trước mắt các bạn, mà các bạn không làm sao giúp được. Và thưa đại chúng, thế là người mẹ vô cùng đau khổ. Cái đám tang đó chúng tôi được gia đình rất tin tưởng để gửi lòng tin, và chúng tôi đã giúp cho người mẹ đau khổ đó qua khỏi cái cơn hoạn nạn. Cái ngày đó nhà hoàng, quý vị hãy tưởng tượng học sinh, sinh viên, bạn bè rất là đông. Trong một lễ tang có hai cái quan tài, và là người khai thị cho người mẹ, thì chúng tôi đã kể câu chuyện pháp cú. Quý vị nhớ con gái của người thợ dệt. Khi chúng tôi nhắc câu chuyện đó là cô con gái đó đã được Đức Phật dạy về lý vô thường. Và khi nghe pháp, cô bé 16 tuổi không có phải nghe rồi bỏ qua, mà một lòng suy tư về chân lý vô thường. 3 năm sau Phật mới có dịp trở lại vùng quê nghèo đó. Cô gái xin cha mình sẽ đến đảnh lễ Phật để trình cái lòng tin và cái hiểu biết của mình. Và khi đó thì ông cha là người thợ dệt đang nhận một cái công việc dệt những tấm vải cần dâng lên cho nhà vua, cho nên không thể nào trễ hẹn được. Người cha từ chối không cho con mình đến pháp hội của Phật. Và người con gái đó cũng rất là hiếu thảo, cho nên là vâng lời, vì người con có bổn phận phải cung cấp chỉ sợi, những cái xúc chỉ cho cha. Nhưng cô gái cố gắng làm cho thật nhanh để có một chút giờ, và trên đường đem chỉ đến cho cha, ghé tạc Đức Phật, chỗ Đức Phật, đánh lễ vội vàng để ra đi. Thì trưa hôm đó, Đức Phật thọ trai xong, không thuyết giảng. Cả pháp hội ngồi thiền chờ đợi, Đức Phật không thuyết giảng. Từ xa một đứa bé xách cái giỏ chỉ đi một cách rất là nhanh, vội vàng, chạy vào đảnh lễ Phật rồi ra đi. Thì Đức Phật bắt đầu khai pháp: con từ đâu đến? Gặp mình sẽ cho địa chỉ ở Milpitas, mình sẽ cho địa chỉ ở San Jose, hay mình cũng sẽ cho địa chỉ từ Việt Nam mới qua. Nhưng không, cô bé trả lời rằng: con không biết. Đức Phật hỏi tiếp: con sẽ đi về đâu? Cô bé cũng trả lời: dạ con không biết. Thì những người trên ngồi trong pháp hội cảm thấy bực vô cùng. Nói Đức Phật hình như ưu tiên cho cái con bé nhà nghèo chạy mà tất ta tất tả nè. Hả? Tại sao mà Phật ưu tiên như vậy? Và khi Phật hỏi tại sao nó không biết, mà Phật cũng hỏi từ đâu đến cũng không biết đường nói nữa. Địa chỉ nhà cũng không thuộc hay sao? Rồi bây giờ hỏi đi về đâu cũng không biết. Đi về đâu không biết, vậy xách cái giỏ này đi đâu? Sao không nói đi đến cái nơi mà người ta biết đây là con ông thợ dệt nghèo muốn chết này chứ đâu. Vậy thì nó đi tới chỗ thợ dệt của cha nó chứ đâu. Đức Phật biết được tâm ý sân giận của pháp hội, liền bảo: hãy lắng nghe lời giải thích của cô bé. Cô bé lễ phép trình Đức Thế Tôn: hôm nay con rất bận, con không có thì giờ nhiều, nhưng mà Phật hỏi con cũng xin đáp. Con không biết con từ đâu đến, vì con biết Phật không hỏi chuyện hiện tại, mà Phật đang hỏi trên đường luân hồi sanh tử, con kiếp trước là ai, từ đâu để có mặt ngày hôm nay. Bạch Thế Tôn, con không biết. Và khi Phật hỏi con sẽ đi về đâu, con biết rằng với chủ đề vô thường mà con đã học mấy năm qua, thì con sẽ đi về đâu có nghĩa là sau khi chết con sẽ đi về đâu. Bạch Thế Tôn, con không biết. Tới đó thì pháp hội có vẻ hài lòng và cảm phục không? Cảm phục. Đức Phật hỏi tiếp: con biết hay không biết? Cô gái đáp: Bạch Thế Tôn, con biết. Con biết phải không? Bạch Thế Tôn, con không biết.
Với bốn câu trả lời đó, thưa đại chúng, nhưng tôi học cũng bơ phờ. Biết hay không biết, mô Phật con biết. Vì sao? Bắt đầu hội chúng lại nhôn nháo lên. Không biết nó nói cái gì nữa đây. Nhưng mà lần này thì có niềm tin rồi. Có niềm tin. Cho nên bớt giận dữ. Con biết hay không biết? Bạch Thế Tôn, con biết. Con biết mọi người đều sẽ vô thường. Con biết điều đó. Con biết hay không biết? Bạch Thế Tôn, con không biết. Có nghĩa là con không biết khi nào chết hết. Chết ở đâu, chết lúc nào, con không biết. Khi tôi kể câu chuyện đó, từng câu tôi hỏi trong Pháp hội, mà quý vị có biết, ông cha chồng tương lai đáp được. Vì sao? Ông là một người Mỹ có công ty tại Nhật Bản, và ông đã từng đến thiền viện để tọa thiền và học đạo. Cho nên khi nghe nhắc câu chuyện này, ông đủ trí tuệ để đáp. Và sau khi đủ trí tuệ để đáp rồi, thì ông tuyên bố rằng, con đang nhìn sự chia ly này với ánh mắt trí tuệ. Cho nên tâm con hoàn toàn tĩnh lặng để hồi hướng công đức cho hai đứa con vừa ra đi. Đó là một người Mỹ học đạo. Và bà mẹ rất là đau khổ, tưởng chừng sẽ chết theo con, thì nghe tới đó bừng tỉnh. Nhưng mà người mẹ phải nhờ thêm một câu chuyện nữa mới ra khỏi khổ đau. Thưa đại chúng, để chúng tôi nói rằng nếu trong cuộc sống mình hiểu vấn đề, mình sẽ qua tất cả khổ đau một cách dễ dàng. Nhưng nếu mình không hiểu thì cái khổ đau nó sẽ dày vò, khiến cho chúng ta rất là đáng thương. Thì thưa đại chúng, xin tiếp tục bài học của chúng ta. Cuối cùng, không được uống rượu. Tất cả những chất men mà làm sai người hay chất độc hại, không được uống. Chính mình không uống đã đành, mà cũng không ép nài người khác. Thì chúng ta nghe lời Phật dạy để chúng ta kiểm lại. Nhiều khi mình ép người uống, ép nài khuyến khích người khác uống, tội nặng hơn chính mình uống. Đó, chúng ta cũng hiểu thêm luật vậy đó. Chứ nhiều khi mình nói thôi mình uống rồi, mời người này uống, mời uống nữa, uống thêm, mình tưởng không có tội. Tại vì người đó quyết định mà, mình mời là mời, còn người đó uống hay không người đó chịu tội. Nhưng mà hôm nay mình biết rằng chính mình ép nài khuyến khích người khác thì tội sẽ nặng hơn chính mình uống. Lúc lâm bệnh nặng, uống các thứ thuốc không lành, lương y bảo phải dùng thuốc hòa với rượu, thì sao? Thì tạm được dùng. Nhưng trước khi dùng, phải bạch chúng tăng biết, cái khúc đó thì mình làm được. Nhưng phần kế nè, cũng phải nhớ cho rõ nè, khi hết bệnh, không được tiếp tục uống rượu hòa với thuốc. Chứ nhiều khi cái tới hết bệnh rồi, cái mình nói thôi chưa nói gì, giờ tại vì cái này xin phép rồi, không có tội. Thì đại chúng có tội không? Có tội. Đã. Vì những lý do gì mà Phật cấm uống rượu? Thưa đại chúng, ở đây có mấy lý do? Ở đây có hai lý do. Thứ nhất là bảo toàn hạt giống trí tuệ. Và thứ hai là ngăn ngừa nguyên nhân sanh ra tội lỗi. Uống rượu mà dính gì tới trí tuệ? Có chứ. Rượu còn nguy hiểm hơn thuốc độc nữa. Vì sao? Vì một chén thuốc độc uống vào sẽ chết ngay, nhưng chỉ chết một cái thân hiện tại. Nhưng uống rượu thì sẽ mất hạt giống trí tuệ, phải chết đi sống lại vô số kiếp. Khi mất hạt giống trí tuệ thì mình sẽ tạo nghiệp và mình sẽ luân hồi sanh tử vô số kiếp. Cho nên, nên hiểu rượu, ai nhà có chai rượu, ghi câu này vô, nguy hiểm hơn thuốc độc. Nếu chưa hiểu, ghi thêm câu. Thuốc độc chết có một đời thôi, vậy là tỉnh táo trở lại. Còn rượu này nó mê tạo nghiệp, luân hồi sanh tử nhiều kiếp lắm. Ghi chú vô, chứ không thôi ghi rồi ha, sau này cái cũng không hiểu là gì hết, rồi tiếp tục làm.
Vì thế để bảo toàn hạt giống trí tuệ quý báu, Phật cấm uống rượu. Cho nên thường thường trong khi thọ giới đó, Hòa Thượng có cho phép mình không giữ hết năm giới. Nếu chưa đủ sức có thể là giữ, có giới chưa giữ được. Và cái giới uống rượu này dễ là cái giờ mà cái bằng gọi là gì, suy tư, chưa dứt khoát. Thì đối với những vị làm ăn thì đôi khi sẽ thấy trở ngại nếu không có ra giao tiếp. Nhưng mà chúng ta biết cái nguy hiểm của rượu như vậy, cho nên giới hạn để bảo vệ chính mình. Nhiều khi trong cái sáng suốt thì công việc làm ăn của mình đôi khi nó tốt đẹp hơn. Nhiều khi mình thấy một cái lợi nhỏ là hòa hợp vui vẻ, nhưng mà mình chưa thấy cái hại lớn là trong cái say xưa, nhiều khi mình sẽ làm những cái trở ngại cho chính công việc của mình. Phần thứ hai, ngăn ngừa nguyên nhân sanh ra tội lỗi. Rượu chính nó không tội lỗi như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nhưng nó là nhân cho những tội lỗi kia sanh. Uống rượu vào say xưa, tội nào cũng có thể phạm được. Ngày xưa có một câu chuyện này để nhắc nhở vấn đề nguy hiểm của uống rượu. Một anh nông phu đang cày ruộng giữa đồng, bỗng thấy hiện ra trước mặt mình một hung thần to lớn, kỳ dị, hăm giết anh. Anh kinh sợ khóc lóc xin tha mạng. Hung thần mới bảo rằng, nếu ngươi làm một trong ba việc này thì ta sẽ tha chết. Thứ nhất là hãy giết cha. Thứ hai, hãy đánh mẹ. Thứ ba, hãy uống hết một lít rượu. Thì anh nông dân suy nghĩ một hồi rồi chọn số mấy, thưa đại chúng? Chọn số 3. Vì anh cho rằng số 3 nó nhẹ hơn giết cha. Đánh mẹ, thôi uống rượu nó nhẹ nha. Người nông phu thưa rằng, xin ngài cho con được uống một lít rượu lần nha, chứ không phải chút xíu rượu đâu. Hung thần nghe xong có vẻ hài lòng rồi biến mất. Trưa hôm ấy, anh nông phu về nhà thấy lít rượu mà ông thân mua để đãi khách vì nhà sắp có dỗ. Anh ta vội vàng chụp lấy uống cạn một hơi. Cha thấy đứa con hỗn láo, rượu chờ cúng mà lo uống, mới nắm gậy xong lại đánh mắng con. Khi đó ma men đã thấm, anh có còn biết phải quấy gì không? Không còn biết phải quấy, giật gậy của cha đánh cho ông một lúc, ông chết tốt. Tới bà mẹ, chạy đến ôm con la làng. Anh ta chưa hả giận, đánh mẹ túi bụi. Thế là uống rượu rồi thì đã giết cha. Bây giờ mẹ đến ôm con lại, thì anh cũng giận để đánh mẹ túi bụi. Xóm làng chạy lại bắt anh dẫn lên quan vì tội giết cha đánh mẹ. Tỉnh lại, anh mới biết uống rượu là tội nặng nhất trong ba điều mà hung thần bắt anh làm. Tóm lại, rượu gây ra nhiều tội lỗi. Trong kinh có ghi 10 tội lỗi của rượu. Thứ nhất, của cải rơi mất. Uống rượu nhậu sai rồi gây làm rớt của, phải không thưa đại chúng? Của đâu uống rượu nhiều đâu có của đâu rớt. Uống hoài đâu có lỗi làm ăn gì đâu có của. Nhưng mà của này là cái gì? Bệnh á, tiền thuốc. Không có của cũng phải đi mượn, mượn tiền để mà trị bệnh. Đó, của cải rồi rớt. Thứ hai, tăng trưởng lòng giết hại. Say rồi thì cái tâm sát nó mạnh lắm, không làm chủ. Trí tuệ kém dần, sự nghiệp chẳng thành, thân tâm nhiều khổ. Thân hay tật bệnh, tâm sân hận bồng bột ưa cãi lẫy. Vậy ai mà hay sân hay cãi, có khi trong đó cũng còn máu, nó có chất rượu trong đó. Mê mê đó, không có tỉnh sáng. Phước đức tiêu mòn, tuổi thọ giảm bớt là thứ 9 và thứ 10 là mạng chung đọa vào địa ngục. Tóm tắt những điều này để nhắc chúng ta trong cuộc sống giới hạn. Theo thế gian thì mình cũng phải qua lại, nhưng mà cẩn thận để tránh những cái nguy hiểm mà chúng ta không làm chủ được khi say xưa. Lợi ích cấm uống rượu, hai phương diện, cá nhân và đoàn thể.
Cá nhân không uống rượu sẽ tránh được 10 điều hại vừa kể trên, còn đoàn thể, gia đình sẽ được an vui. Nhà mà có ông ba cứ nhậu hoài, nhà vui không thưa đại chúng? Có khi có nhiều vị cũng tội nghiệp lắm. Ở đây chúng tôi có một Phật tử nè. Khi quy y rồi thì phải nói rằng chuyển tâm rất là tốt. Không còn uống rượu mà có thời khóa tụng kinh tọa thiền. Nhà làm một cái phòng để tụng kinh tọa thiền. Đứa con gái là bác sĩ. Nó mới nói rằng, nó nói mẹ ơi, con mà biết ba quy y rồi mà tốt như vậy, con đã xúi ba đi chùa từ lâu. Còn trước đó khi cha nó chưa quy y thì sao? Nó xúi mẹ, nói mẹ ơi sao mà ở được với ông ba này, con là ly dị, con lại cho hai người hai nhà. Vì sao? Ông uống rượu cũng tội nghiệp lắm. Uống rượu rồi mới càm ràm, có chuyện nói hoài. Cứ chuyện nói hoài thôi à. Cho nên là trong nhà cũng mất đi hạnh phúc. Có những chuyện đã giải quyết rồi, ông cũng đem ra ông nói nhẹ 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 đó. Thành ra sau này khi bắt đầu học Phật, khi bắt đầu quy y rồi thì hôm nay tu rất là giỏi, tinh tấn tụng kinh tọa thiền và bỏ uống rượu. Kết luận, Phật tử không giữ giới thì không phải là Phật tử. Đó là một kết luận. Điều thứ hai là người không theo đạo Phật cũng nên giữ giới. Phần một, Phật tử không giữ giới không phải Phật tử nghĩa là sao? Chúng ta đã thấy công dụng thiết thực và lợi ích của năm giới về phương diện cá nhân và đoàn thể. Nếu tam quy là nền tảng thì ngũ giới mới là nấc thang để bước dần lên thánh quả. Chúng ta quy y là chúng ta mới định hướng thôi, nhưng mà giữ giới mới là sự thành tựu. Mấy quý đệ thông cảm chỗ này không? Quy y là định hướng, nhưng mà giữ giới mới là sự thành tựu. Cho nên ngũ giới là nấc thang của người Phật tử tại gia để bước dần lên thánh quả. Trong bước đầu, người Phật tử nếu có thể phát nguyện giữ cả năm giới thì càng tốt. Nếu vì một sự ràng buộc nào đó mà chưa giữ được năm giới, chỉ giữ được vài giới thôi mà mình thấy có thể thực hành được, như không uống rượu, không nói dối, rồi với sự tinh tấn và bồ đề tâm dũng mãnh, ta tiếp tục phát nguyện giữ thêm những giới khác như không trộm cắp, không tà dâm. Nhưng sư ông dặn rằng đã phát nguyện giữ giới nào thì giữ cho trung kiên. Đừng có một bước thì tiến tới, hai bước thì thối lui, dùng dằn như thế thì không bao giờ đi đến đâu cả. Vì nhắc lại, khi chúng ta hành trì là chúng ta thăng tiến trên đường an lạc giải thoát. Có nghĩa là thăng tiến trên đường chứng thánh quả. Nếu người Phật tử không giữ giới nào thì sao? Có người tâm sự nói, trời ơi, con thấy rồi, có người nói con nha, tại có giữ giới cho nên mới có phạm giới, không giữ giới thì đâu có phạm. Chà, thông minh dữ à, nhưng mà phải thông minh không? Cái này gọi là lanh lẹ trên đường sanh tử, chứ không phải thông minh đâu. Không giữ giới nào thì sao? Người thường không theo Phật mà còn giữ đúng tư cách. Tuy người ta không giữ giới nhưng người ta đã hành theo giới luật. Nên nhớ như vậy, chứ không phải không giữ giới là làm lung tung như mình tưởng tượng. Không uống rượu nè, người đời có người này không? Có người sẽ không uống rượu nè. Không nói dối nè, quý vị có gặp người nào trong cuộc đời không nói dối không? Nghe tới người đó là mình tin, có không? Còn đối với mình thì sao? 50-50. Có khi tin được, có khi chưa tin được, phải cẩn thận. Thì vậy là thảm sầu quá. Mình phải làm sao đầy trung tính đối với mọi người. Không nói dối nè, mà muốn như vậy phải không nói dối. Rồi không trộm cắp nè. Huống là Phật tử, người đời mà những người tốt họ còn như vậy. Huống là Phật tử mà mình không giữ được những cái tư cách tốt. Đến với đạo Phật là muốn vượt lên đời thường của thế nhân. Nếu vào đạo mà vẫn tiếp tục cuộc đời trôi nổi cũ, còn tệ hơn là cuộc đời của thế nhân.
thì chúng ta sẽ làm hoen ố đạo. Cho nên người Phật tử phải cố gắng giữ giới cho xứng đáng với danh nghĩa của mình để đem hạnh phúc đến cho mình và chúng sanh. Khi chúng ta giữ giới thì chính chúng ta hạnh phúc an vui, gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc an vui. Thấy một người cha không nhậu nhẹ, một người cha nói đâu thì làm đó, người mẹ cũng thế, những đứa con an vui hạnh phúc không? Hẹn rồi cái nói xin lỗi con, bữa đó ba lỡ sai rồi, ba đâu nhớ, ba về. Rồi bằng mẹ thì sao? Hứa rồi nhưng mà nói tại hứa cho con an tâm, chứ mẹ biết ngay khi hứa mày biết không làm được rồi. Thì nếu vậy gia đình có được an vui đâu, mình có những cái gương tốt cho con mình đâu. Cho nên đó là một cái gia đình đầy đen tối, thiếu đi ánh sáng hạnh phúc an vui. Cho nên chúng ta biết những gì chúng ta đang làm chính là một cái gương sáng cho con cháu dòng họ mình. Chúng ta nhớ hai câu thơ rất là xưa trong những cái bàn thờ tổ tiên. Tổ tiên công đức muôn đời thịnh, con cháu thảo hiền vạn đại vinh. Tổ tiên công đức có nghĩa là những tổ tiên cha mẹ ông bà của mình đã từng công đức, từng tích đức tạo những điều lành. Cho nên muôn đời thịnh, không phải một đời mà cha mẹ để một cái gương như vậy, muôn đời sẽ thịnh vượng, sung túc. Con cháu thảo hiền, tức là con cháu được nuôi dưỡng bởi dòng họ tổ tiên như thế. Con cháu sẽ thảo, sẽ hiền, hiếu thảo và hiền lành. Vạn đại có nghĩa là muôn đời, vinh hoa, phú quý. Đó là một cái tinh thần đầy đạo đức mà chúng ta sẽ thấy người xưa nuôi dưỡng. Hôm nay chúng ta đến đất nước Hoa Kỳ, cuộc sống rất là tất bật. Thời giờ hình như là sao mà hình như nó không đủ 24 tiếng hay sao? Chúng ta lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Vì sao? Chúng ta nhìn ra được một cái cách tổ chức về đời sống rất là tốt đẹp, nhưng mà cái sự di chuyển nó quá nhiều. Từ chỗ đó nó cũng rất mất thời giờ. Ngày xưa bước ra là có cái chợ, hai bước có cái trường. Còn hôm nay muốn đi chợ cũng phải đi hết ngày, tới trường học cũng đi cả buổi. Và mỗi cái nó tăng cái thời giờ. Việc làm cũng vậy, ngày xưa cũng đi không xa lắm, hôm nay thì cũng đi có thể mấy tiếng đồng hồ hoặc một tiếng. Cái chuyện mà đi nửa giờ tới thì cũng rất là hiếm có. Thì thời giờ của chúng ta nó đi vào cái chỗ di chuyển đó, nó làm cho chúng ta hình như thiếu giờ trong cuộc sống. Và vì thế mà cái sự gần gũi để chỉ dạy con cháu những điều tỉ mỉ hình như không có. Cha mẹ đi làm về cũng rất là vội vàng để lo đời sống của gia đình. Con cái cũng vội vàng để chạy về lo bài học ngày hôm sau. Cha mẹ con cái cũng ít gần nhau để trao đổi những điều sâu sắc về đạo đức. Thì mong rằng tất cả chúng ta hãy không nói bằng lời mà nói bằng cái gì? Thân giáo, cố gắng làm. Nói ngắn mà mình có làm. Chúng tôi xin đi tiếp mà cái phần cuối của bài học hôm nay. Người không theo đạo Phật cũng nên giữ giới. Năm giới nói trên không có gì là cao siêu. Quý vị thấy rất là bình dị phải không? Không gì, không sát sanh, chủ yếu là không giết người, không trộm cắp, không tà dâm để giữ hạnh phúc, không nói dối, không uống rượu. Nó rất là bình dị, có vẻ không cao siêu huyền bí gì cả. Nhưng đó là bài học công dân thông thường của bất cứ xã hội nào. Một quốc gia nào muốn phồn thịnh, hùng cường cũng không thể bỏ sót. Và tới đây chúng ta chợt nhớ ở Hoa Kỳ, mình thấy đời sống nhất là vấn đề tình cảm có vẻ thoải mái phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, nếu những vị lãnh đạo quốc gia mà trong cuộc sống không giữ tròn những cái đạo đức căn bản có được chấp nhận không? Câu chuyện gần nhất về tình cảm mình nhớ tới ai liền? Bill Clinton là một người, một cái vị tổng thống rất là
hào hoa để mà có được những tình cảm tốt đẹp đối với mọi người xung quanh. Mình tưởng rằng xã hội rộng rãi về vấn đề đó, nhưng mà mình thấy đâu phải. Rất là khắc nghiệt và rất là đòi hỏi. Luôn cả cái nói dối. Mình nói Hoa Kỳ văn minh tự do, vậy nói dối thoải mái phải không? Không. Những người lãnh đạo đất nước cũng phải giữ giới một cách tốt đẹp, nghiêm minh. Vậy thì mình ở xã hội tự do, có phải mình tự do muốn làm gì làm không? Tự do trong kỷ luật, trong khuôn khổ. Nên nhớ như vậy thì mới thăng tiến được. Cho nên năm điều luật này không phải chỉ áp dụng riêng cho giới Phật tử, mà chung cho tất cả những ai muốn sống một cuộc sống lành mạnh, an vui, có lễ nghĩa và tiến bộ. Một xã hội mà mọi thành phần đều thực hiện được năm giới cấm, đó là một xã hội gương mẫu văn minh nhất thế giới. Thì thưa đại chúng, xin được kết thúc cái phần học về năm giới như thế. Và chúng tôi cũng xin kể một câu chuyện ngắn. Tựa đề là tía của con rắn. Tía con rắn. Hả? Mà coi ai vậy? Mình nghe rồi mình rất là vui. Trong chuyện tiền thân của Đức Phật có kể rằng có một nhóm tu khổ hạnh cùng tu với nhau rất là nghiêm túc. Và khi tu như vậy thì quý ngài lâu lâu có một cái cuộc cùng lên núi để tìm thức ăn và cùng trở về để tu. Thì trong đó có một vị sư trẻ một hôm thấy có một con rắn, tự nhiên đem lòng thích thương con rắn đó. Thế là kiếm một ống tre và cho con rắn chui vào ống tre của mình. Mỗi ngày trong cái giờ ăn của mình thì cũng nhín một chút bỏ cho con rắn ăn. Một hôm khi thức ăn không còn, cả đoàn đi tìm thức ăn ở trên rừng, thì lúc đó vị ẩn sĩ bèn để con rắn ở nhà. Và khi 3 ngày sau mới trở về thì vội vàng nhớ liền con rắn thân yêu. Và với cái nghiệp riêng biệt như vậy thì đi khất thực về, về các vị tu sĩ kia thoải mái. Còn riêng mình rất là bận rộn, phải chạy lại kiếm cho thức ăn cho con rắn ăn mấy ngày rồi. Nhưng khi vừa mở ra thì con rắn đói mấy ngày, nó rất là hung ăn. Nó có đáp từ với cha đó không? Mà nó mổ một cái ngay cái tay. Thế là tía của con rắn kết quả là như thế nào? Chết liền tại chỗ. Và với câu chuyện đó, Đức Phật kết luận rằng không phải đời này đâu mà cái ông đó nhiều đời cứng đầu cứng cổ như vậy đó. Cũng giống như tất cả các ông hôm nay hãy qua bài học này mà cố gắng tiến tu. Các ông nuôi dưỡng tham sân si cũng giống như con rắn ở trong nhà. Tham sân si là mấy con rắn? Mình có người còn nuôi luôn 3 con rắn một lượt. Con rắn tham, con rắn sân, con rắn si. Thế là con rắn này sẽ mổ ai? Mổ tía con rắn. Mà tiếng rắn là ai? Tất cả chúng ta, nếu những người nào chưa điều phục tham sân si thường xuyên thì tía con rắn ơi, coi chừng có bữa nó mổ, mình sẽ chết không kịp thở. Xin kết thúc bài học hôm nay. Chúc tất cả mọi người đều vui vẻ trong cuộc sống. Mọi người đều làm những công việc đời thường với cái tâm tỉnh giác. Với cái tâm tĩnh lặng. Xin mời quý đệ cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tấn cả để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
thơ đều và nhẹ và bước đi thành thơi, dấu chân nào hạnh phúc vô thanh giữa núi đồi, từng bước đi chánh niệm quán hơi thở vào ra, đếm từng động tác nhỏ dõi nhịp tim trong ta. Niềm hạnh phúc trong ta. Hãy thở đều và nhẹ và bước đi thành thơi, dấu chân nào hạnh phúc vô thanh giữa núi đồi, từng bước đi chánh niệm quán hơi thở vào ra, đếm từng động tác nhỏ dõi nhịp tim trong ta. Niềm hạnh phúc trong ta.